thì mình nhận thức được. Không rượu chè không gì chú xa lắm hết để làm chi. Còn sức lực ngày nào chú nuôi cháu ngày đó. Còn sức lực ngày nào là mình lo cho em Tuyết ha. Dạ. Chứ không có gì bậy bạ. Ăn uống ngủ nghỉ gì vậy, cái gì tao nói đó chú nói gần thảo đó, nóng quá chú đi tránh xa. Lạnh quá chú kiếm áo chú mặc. Đó là hai cái con đường. Còn bạn bè thiệt tình người hay người mà nói thân thì không thân. Bởi vì cái gì nó không có cái thời gian. Mình thân quá rồi coi lúc mình buồn nhiều khổ nhiều quá. Đúng rồi. Thì con nghĩ là chỉ có gia đình là trên hết thôi. Chỉ có gia đình là trên hết thôi. Cái lập trường của chú là từ ngày ở với bà ba giờ là chỉ lo cho gia đình thôi. Nghĩa là làm sao nói với miệng mẹ nói rơi nước mắt. Chú ăn cái gì nhớ trực là chú nhân liền, chú gói là đem về cho con. Như là mình đi đám tiệc hay là mình ăn cái món gì là mình chừa là mình cho em Tuyết ha. Ví dụ như chú mua hoặc chú để dành lại cho nó riêng biệt cho chú không ấy. Đang ăn ngon miệng là chú ngừng lại liền. Chú gói ví dụ như cái bánh bao chú gói lại để cho con. Mình ngon quá chút xíu còn nó khác. Đây cũng là tấm lòng cao cả của người cha nè quý bà con cô bác anh chị. Thường thường là nếu mà những trường hợp như em Tuyết mà bị bệnh như thế này là nó thêm cái nữa là con nuôi chứ không phải con ruột, nhưng mà chú vẫn rất là thương con tới ngày hôm nay để lo cho em nó, là khi mà cô mắc á là chú lo hết luôn, làm cha làm mẹ lo hết luôn. Nói chung là tới cái những công chuyện là giặt, nói chung là em Tuyết không có biết cái gì hết trơn á, rồi chú lo hết luôn á. Nói trời ơi sao ông nuôi tới giờ này, tôi nói muốn biết dẫn chứng nha, nói năm nay 24 tuổi rồi, tôi vẫn chăm sóc nó hàng ngày. Đó, coi như người mẹ, người cha, bảo mẫu mà, chăm sóc nó hàng ngày. Chặt tôi la gầy cái giờ cha con cũng đặt cái gì. Còn thay đồ rồi nói, tôi nghĩ nó làm như con của mình vậy thôi. Mình đâu có ngại mấy cái vấn đề đó ha. Tâm tắm giặt thay đồ lạc thì nó cắt mặt giặt vũ gì làm láng hết trơn luôn. Ví dụ đồ dơ thì chú đưa hai ngón giò chú đạp chú xả rớt cái đỏ rồi chú mới đem vô ngâm giặt. Nó như một đồ mà giờ chú chưa mở được. Sao nó cứng ngắc luôn rồi. Không biết nha. Không bị trực chặt gì nữa rồi. Hồi 6 giờ sáng chú giặt thì chú độ 8 giờ mấy, mà trong khi chú ngủ thức dậy là 12 giờ rồi. Chúng nữa chú điện nói gì chú hỏng. Mà chú giật ngồi nó cũng ra. Còn đồ đạc đồ dơ 3-4 ngày đó chú giặt nói chứ sức lực đâu chú giặt. Năm nay mình cũng lớn tuổi ha, 60 mấy ha. Chút xíu cái chú là giọt chạy, ai có điện thì chú giọt chú chạy. Cuốc 50-50 nhiều cuốc như vậy. Sáng giờ mình có chạy được cuốc nào chưa? Chưa, mới thức dậy xong rồi ăn uống rồi tắm rửa cho nói xong rồi chú đi mua nước. Cũng như là mình ngủ giấc trưa hay là giấc sáng 6 giờ mình thức. Nói ngủ gì hình như hiếm á. Bởi vì chú á, ai điện là chú chạy, ai điện chú chạy. Chứ còn mà nói mình ngủ á thì là ngoại trừ quá đà đi thì mình chịu thôi, chứ còn nói ngủ ít lắm. Lo cuộc sống trước cho con. Cũng như là giống như là chú cái chia sẻ là giấc tối thì mình nằm ngủ gì, nhưng mà ví dụ như người ta kia điện giấc khuya rồi đó, người ta kêu mình chở là mình cũng chở luôn ha. Chạy chở láng hết trơn, không cử ai hết trơn. Cho nên thì cũng như là cái giấc ngủ mình nó ít. Giấc ngủ ít lắm. Nằm chơi chút xíu này nọ rồi, ví dụ ơi điện hỏi cho chú chạy thức ngủ thức rồi chạy 2-3-4 giờ sáng chạy luôn. Chú 4-5 giờ vừa qua chạy bị công an chặn 2-3 luồng vậy đó ha. Chú cũng năn nỉ thôi. Rồi phạt chú, tôi nói mấy em mới thông cảm đi. Vì cuộc sống thôi chứ giá đáng gì mà 30.000 bạn phải chạy ngang mấy chú. Thì mình nói thôi mấy chú về đi. Cũng năn nỉ rồi cho trôi qua trôi hết, trôi từ đoạn vậy đó. Còn giấc tối là thường thường là mình chạy sớm rồi, con thấy là hình như ngay cổng ấy, chú đậu đặc biệt ngay cổng không à. Đây cũng chào đó, chú thấy bên năm chú tháng con thấy mà.
Thì ra là cũng như là mình hay chạy xe đôm chắc khuya đó hả? Chắc À, khuya mình đó thức khuya chú để mình đậu nguyên chạy cổng hả? rồi chờ, chờ mấy tài xế nó đậu nguyên cái À, xăng rồi rồi rồi, đi vậy là test cũng biết gì rồi. gì nọ này nọ. Ở À. bây giờ chứ lúc trước là đi À. đặt đủ dạng á, đi À. Long Xuyên, Cần À. Thơ, An Phú này nọ, À, thì đi ra đâu cũng chạy hết là á. dắt chú chạy xe ôm dắt khuya, quý bà con của anh chị thức khuya cho nên thì dắt sáng ngủ hơi trễ ha. À. À, con tưởng đâu con tưởng đâu mình ngủ Đâu có bến bãi gì trễ. đâu, nói chú đậu ngay cổng kêu là À. tình cờ đây để hôm nay chú Dũng ông nói gì đúng không, rồi À, chú ngày ngồi ngay mình cổng không ngay hay đứng ngay chỗ cổng chào ha. à, đó giờ À. xe về chú giờ chú giơ tay chú chào hỏi người ta để ví À. dụ gật đầu cái rồi chú chạy theo đỡ À. đi test đi về đó rồi đưa nhiêu đó đưa À. tụm lại là 30 nhiều khi tài Rồi xế thí dụ đi như giấc về khuya mình chạy xe ôm vậy là mình khóa cửa lên để em Tuyết ở trong nhà. khóa hai cửa hai ổ luôn Khóa hai ổ ha. hai ổ luôn. Ừ. Chú mới làm nóng lề cửa rồi lại Ừ. đó con nó dạm giờ cái dàn khung sắt thôi ở đây nó không phải đâu chú phải dỡ luôn mà Tại vì ở trong đây là cái khu trọ cũng như là khu ở trong đây nó ở rất đây là có nhiều ở đây là cái khu nhiều người trọ lắm. chú mua riêng biệt là cái căn phòng này còn mấy căn phòng kia người ta cho mướn vậy là mỗi tháng một tháng là 800 ngàn còn điện nước còn xài nhiêu Nói tính chung thì ở vậy trong đây nó cũng hơi phức tạp lắm quý bà con cô bác anh chị, thì bà con biết là cái khu gì cũng mắc hết trơn á nó mắc nó trọ. Cho nên giấc tối mình khi mình dậy sớm giấc khuya ổng đó sao mình đó thức khuya. nói chuyện với con chú vẫn khóa cửa đó À. ổng khóa đặc biệt không à À, hồi nãy con thấy là cái xe mình cũng đi dẫn lên kia mình khóa cái ổ khóa dẫn lại luôn khóa lại ha. luôn nếu ở đây À. đó như chú mặc còn lại là chú mở Dạ. chìa khóa ra chú gài vô cánh cửa Dạ. rồi phải rút chìa khóa ra ra nữa Dạ. đó. Chứ bây giờ còn vốn liếng nhiêu mà người ta bứng đi cái nữa là không biết ở đâu mượn mà khổ lắm Rồi cái này nó bị hư luôn cái gì rồi. cái này đang bị trục trặc gì đó Nó thường bị trục trặc hoài vậy đó hả chú? không có con bữa nay À, hay là nó nhiều quá nó bị kẹt. không phải chú để tắt quá giờ đó chú điện cho nó vậy chú mở Nhà mình vô còn gạo không hay là chỉ còn 5 kg này? còn còn trong dưới này như này nè con Ờ à, cái thùng này hả? hôm nay Này giống thùng thùng sắt kia. Thùng này hình như là cổ vậy nha. hôm nay cũng 20 năm rồi Ở thùng này ngộ quá thùng ta. này lớn tuổi hơn tôi để đựng đồ ba ghế của xe hàng đó À, cái này là của xe xe lớn đó nha. xe tải rồi đó À, đó dạ. hết nước rồi chưa ấy đâu rồi chừng nào chú nấu nước là chú mới làm rồi vì ổng để nó châm từ da tới ngoài ngoài vô châm rồi phải đi bỏ mấy cái này chú mới vừa tắt nó muốn xà mau của chú Vậy đó hả? rồi phải để cho nó nghe rồi đó cuộc sống của nó là có nhiêu đó có ngày không phá hết gì của con hết chỉ có cái mâm để cho dầu này nó lên chơi thôi mà đa số là phải có dầu rồi có dầu giờ nó là đó. Những dầu Về lên đây đó kiếm cái gì? con kiếm cái gì Uống cà phê hả vậy? có cà phê đó 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 kìa, chú sáng chú giờ làm đó hai hai ca cà phê đó hai bà ca con. rồi đó chú Hảo Ôi trời Hảo ơi, đó kêu chú Thảo kìa 2 tiếng giỏi luôn. giỏi À, cái rồi gì? uống 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 rồi con nó uống Uống rồi rồi hả? con ngồi À. xuống cho chú con uống Rồi rồi xuống rồi chơi cái nói chung thì sức phải sức nhờ cái chỗ ở của chú Dũng với em Tuyết cái quý bà con cô bác anh chị, tại vì người đàn ông thì không thể nào quyến xuyến được giống như phụ nữ, thì chú còn chạy xe ôm rồi ban đêm á, quý bà con cô bác anh chị thức khuya lắm cho nên thì cũng như là đồ đạc thì cũng hơi lộn xộn một chút xíu, nhưng mà những cái món đồ này là những món đồ quý giá của gia đình quý bà con cô bác anh chị. À, dạ. Con ngồi chơi đi, chút bài hát cho nghe. Thường thường là mình hay hát cho em nó nghe hay sao chú Dũng? Đó, À, hát nhạc hả? không À, phải là chú mình chơi biết hát tay không? Mình biết vô. hát không? Nó nhớ là tới đoạn nào nó nhớ tao. Không không như chú Dũng á, mình có thường hát 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 cho em nó gì, nghe hát luôn chứ không? mình giờ chỉ là dỗ dành dỗ nó là ba cưng ba múa này ba múa nọ À, vậy hát đó. gì Trời rồi đó ơi. ba mua đó giờ nó ba Rồi mua mua. con mua cái gì con mua sẵn cho con hết trơn rồi Trời ơi. nè với ba ba mới khui Trời ơi, cái bữa này kia như tao như con nít vậy đó 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 Rồi, mình chết 24 tâm tuổi sự rồi nhưng mà chú Dũng thương em Tuyết cũng giống như con là mình
con nít gì đó quý bà con cô bác anh chị. Chú Dũng rất là thương con. À, cái này hôm nay mới biết thật sự đây là con nuôi chứ không phải con là con ruột, nhưng mà con nuôi mà chú Dũng rất là thương nha quý bà con. Rất là thương, thương em nó. Đó. Đi chơi nè, nhìn nít vậy nè, thấy không? Cái mâm. Ở mâm chơi, đó, chơi tự động nó dẹp. À. Hồi nãy kêu chú Thảo luôn đó nha quý bà con. Kêu coi, kêu lại coi. Chú Thảo. Kêu lại coi. Kêu lại coi. Kêu ba cưng. Kìa kêu gà, kêu gà ba cưng gà. Chú Thảo. Cưng, ờ. Chú Thảo đâu? Chỉ coi. Đâu chú Thảo đâu, chỉ coi. Chỉ coi. Không biết đâu. Nói chung thì em này lúc lúc nhớ cũng lúc quên. Nói chung thì muốn kêu kêu à. Ừ, dạ. Chú Thảo. Kêu. Chú Thảo, con kêu coi. Rồi rồi, chú Thảo, con nói coi. Cái quạt đó con thấy cái quạt đó cũng cổ rồi nha. Cái quạt này cũng quạt cổ này, rồi. Gia tính rồi gần 20 năm rồi. Ừ. Bán hết được con. Bán sáu bảy cây gì. Ừ. Dạ. Có gì bán đó. Còn bằng khen bằng gì chú nhét cái tủ thôi. Dạ. Bây giờ treo lên cho ai coi. Dạ, bằng khen của mình hồi xưa mình đi gì đó ha. Bằng khen của Bộ Quốc Phòng á. À, Bộ Quốc Phòng ha. Dạ, để đó. Chú đợi lẫn. Dạ. Đâu có treo lên nhà nó chặt trụ. Dạ. Bỏ vô tủ gì nữa. Đó, dạ. Ví dụ bây giờ chú bỏ vô tủ. Lấy da nó lâu lắm. Dạ. Có gì đâu chú làm nó cũng ngang nha. Ừ. Nó mình nên con nó không phá phách. Dạ. Hả? Ôi trời ơi. Con không phá phách rồi mình. Bán rồi họ dựng gọn lắm. Yeah. Không phá nha, của con Thảo để đâu rồi đó. Thôi mình chơi một cây quạt thôi, đi tới hai cây luôn nè. Trên nịch hả, nó nịch lắm ha. À mũi ha. Ờ chú thương con nha. Chú lo rất là nhiều luôn quý bà con cô bác anh chị. Vừa nhăn mũi mà vừa quạt luôn, sợ mũi chích con á quý bà con. Đó, chú nghe rồi, nghe rồi. Rồi vỗ tay luôn. Này quá giỏi rồi. Trời ơi, này giỏi quá cưng. Ta ơi. Cưng. Cưng. Trời ơi, giỏi quá. Cưng. Rồi, nữa ba kiếm cho con. Kiếm đĩa. Kiếm đĩa. Đĩa nóng kìa. Em biểu sửa cái máy cho nó nghe. Dạ. 200 ly rồi, mày sửa cái máy cho nó bây giờ thợ chưa có đâu. Ừ. Chỉ chùi đĩa đàng hoàng. Đó, chùi đĩa đó. Ừ. Bây giờ là như là người ta hát... Giúp bì á chú, USB ít có đó. Hát đẻ nữa. Thì nó không hát đẻ nữa. Nhưng mà cái những cái con càng không hay. À. Nó cái có ý thích. À. Ví dụ giờ chú muốn nghe thằng cổ thì chú phải mở máy ra. À. Mở máy ra, máy đâu nữa, mở máy thì chú thổi hết rồi. Đó, chú mở máy chú nghe cho mình ơn nè. À. Còn cái TV là bắt nè. À. TV đó còn xài được không? Còn xài được mà. Anten nó dây bọng gì ít tới cho luôn rồi. À. Chú Thảo. Chú đĩa. Ờ đĩa nè, đĩa của con nóng kìa. Kìa. Em nó thì thích ngồi trên võng gì mà đi đâu vậy? Đi đâu? Đi đâu đó? Lấy gì? Con lấy. Lấy cái gì? Lấy gì cho ba coi chỉ ba đi. Lấy cái gì? Đĩa. Đĩa hả? Đĩa đó, bọc đĩa đó. Trời ơi. Biết đó, cũng biết ha. Lấy không có được, con lấy ra rồi đâu có máy hát. Nhà con muốn hát là ba mở này cho con. Đó, đâu rồi. Đó, mua cái này 350 ngàn rồi để mê vô hát. Ờ, cái đó là cái lo Bluetooth. À, lo Bluetooth. Cái lo Bluetooth. Để mê vô hát. Dạ. Yeah. À, giờ chú mới sửa cái này lại. À. Sửa 50 ngàn bạc rồi. Dạ. Yeah. Rồi đó là mình thấy cái nào tiện. Ừ. Hát qua đưa qua kia. Ừ. Có cái điện thoại thì hát cái lo Bluetooth thì nghe nó bây giờ nó tiện nó gọn. À, chú nói là điện thoại chú hai cái chú mua đang góp người ta mà nó thủ luôn tới giờ góp lỡ mất tiêu luôn à. Dịch này sao? Yeah. Góp mình tháng 400 mấy mà chú mới góp được nó lần nè. À. Nó nói nữa báo xấu tôi nói giờ tội tệ lắm mà. Ừ. Còn mặt ở đây khi nào lỡ thì tôi trả vậy thôi. Cái phần nếu nó có hỗ trợ thì mình lấy tiền đó mình trả người ta. Ừ. Không, cuộc đời sống mình bao nhiêu đủ Thảo ơi. Như là mình để đây mình đi vô trong mình làm chuyện là ngoài này là nó mất bước tiêu. Bước vô nó lấy nhỏ này nằm đây chúng ta hai lần. Nói chung ở đây nó rất là phức tạp bà con ơi.
À, chú khi mà chú đi chạy xe ôm giấc khuya đó, chú làm nó lề rồi. Đó, hai cái cửa luôn nè, thấy không? Nó lề lại luôn, làm cái này thế nè. Làm khung này lại luôn, làm cái này lại luôn. Và chú mới làm đây đó. Dạ. Tính ra hết mấy trăm ngàn. Xe đậu trước cửa chú phải khóa mất lại luôn, mới làm lại luôn. Dạ. Mà cái dàn khung này phải làm lại luôn. Dạ. Và bóng đèn nó đêm phải đưa thêm. Ừ. Ban đêm là chú cũng sợ. Dạ. Chứ còn ban ngày ví dụ như khúc mặt này nọ, ví dụ chú bước cái bếp là con lại lại đi chú kia, con kêu chú nó ra. Dạ. Dạ. Nó thì em nói thì bên giọng rồi qua anh đây xong rồi qua giọng đó, thì có nhiều đó đó quý bà con của bác anh chị. Nói chung thì em tiếc á, kém cái phần may mắn nhưng mà cũng còn được người cha già lo sâu quá bà cưng. Bà cưng à, đưa à, đó. Cái hai ngón đâu, 5-7 ngón. Rồi, bác cưng. Cưng. Rồi, rồi. Nút tay đây. Rồi, nút tay là bụng mũi rồi. Rồi, rồi, nửa băng kiếm cho, nửa băng kiếm đĩa cho. Nửa băng kiếm đĩa cho. À, ừ. Vậy. Cái gì? Con nói coi chú Thảo. Ừ, rồi rồi nữa ba chùi cho. Thế ra nhìn cái cử chỉ của em nó ấy, nó cũng thương chú ha. Nó cũng biết, mến, nó thương chú lắm. Anh gặp cái nhà gì? nhà mình. Nó nói là đây là nhà mình. Nhà mình. Nhà mình kêu khác.